Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại giống như mọi ngày thôi, và cũng sẽ gửi đến cho cả nhà mình các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ. Và ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là combo của Bonicati này, phiên bản Carnivan, Red Tiger của Jack Edison, Citizen, Technot và một vài thương hiệu khác nữa. Mọi người yêu thích ở mảng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858585 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Và bên em thì hiện tại đang có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì nếu mọi người có thời gian rảnh, các anh chị có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng để có thể lên tay những mẫu mà mình ưng ý nhất. Còn nếu như mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc, và tất cả sản phẩm mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, cũng như là cam kết hàng chuẩn chính hãng, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Và không để mọi người đợi lâu thì em sẽ lên luôn với phiên bản đồng hồ đầu tiên. Với mã sản phẩm đầu tiên ý, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho cả nhà mình đó là phiên bản của Technot. Rất rất lâu rồi thì em mới có thể đấu lại được cho cả nhà mình ở một cái mẫu Technot 6 kim. Ở phiên bản này thì về form, kiểu dáng cũng như các chức năng thì các anh chị cũng đã thấy rất là phổ biến, bởi vì nó là dòng 6 kim và nó chạy chức năng chronograph. Thế nhưng ở trong phiên bản này, nó là bản duy nhất của Technot mà nó sẽ được đính kim cương ở vị trí phía bên trong nhé. Ở đây thì khi mà em đấu về thì sẽ có hộp, sổ và nó có một gói hút ẩm. Đó. Em chia sẻ lại một chút xíu về cái thương hiệu Technot này. Thì nó là, ngày xưa thì nó là thương hiệu của Thụy, sau đó thì họ có chuyển nhượng lại cho Nhật. Và hiện tại thì bây giờ Technot nó sẽ là thương hiệu của Nhật. Và nó sử dụng đó là bộ máy của Nhật luôn. Em phải nói thật sự là bản này đẹp kinh khủng luôn ý. Vì trong cái bộ sưu tập mà cái dòng mà Technot Diamond, Technot Kim Cương này, nó chỉ có đúng hai màu thôi. Đó là ngày trước là cái lô hàng lâu rồi là em về một cái màu xanh, nhưng mà nó sẽ là cái màu xanh xanh, nó giống như là hơi xanh dương như thế này này. Đấy, còn đây sẽ là một cái xanh, màu xanh của xanh quân đội. Màu này thì nó ít hơn, khó đấu hơn ở cái màu xanh kia. Nhưng đợt này thì cũng không có để mà đấu luôn ý. Đây là bản 6 kim. Đấy, và mọi người thấy không ạ? Màu xanh quân đội nha, nhìn trông rất nam tính mạnh mẽ này, có kim 24 giờ một ngày. Thì như thế là mình biết được là thời gian này nó đang là ban ngày hay ban đêm. Vị trí phía dưới góc 6 giờ sẽ là kim dây, nhưng nó sẽ chạy cho chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao. Và thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ. Bên trong đây nó sẽ có đầy đủ thông số nha. Mẫu này lại còn là núm gen nữa cơ, mọi người thấy không ạ? Đấy, nên độ chống nước của nó sẽ rất là tốt. Bây giờ em sẽ xoay kim ra đây để cho mọi người có thể thấy các cái phần thông số của nó. Ở bên trong này thì nó sẽ có phần thông số ở ngay mặt đồng hồ này, đó là Technot nhá, all stainless steel, thép, đúng không ạ? Độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM và nó sẽ ghi ở đây đó chính là one genuine diamond, tức là có một viên kim cương thật. Ở vị trí góc 12 giờ nó nhỏ xíu xíu ở trên này này. Đó, còn ở bên ngoài này thì nó sẽ được nạm đá, và các cái đá này nó đều được kim chấu toàn bộ. Nhưng em phải nói thật sự là khi cầm lên tay ở bản này nhá, nó có một cái gì đó nó khác biệt hoàn toàn luôn. Nó rất là chắc chắn, đầm tay và rất là thích. Mặt đồng hồ này, viền này, dòng này thì sẽ sử dụng đó là dòng kính cứng cường lực, vì thế cho nên là cái độ chống trời chống xước của nó cũng phải đạt được trên 80% rồi, bởi vì nó là sử dụng kính của hãng. Thứ hai nữa đó là cái độ chống va đập của nó rất là tốt. Đây là viền, form là form của Rolex dòng Daytona, dây thép này, phay xước này, sáng bóng này sẽ kết hợp với nhau. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 39, càng của mẫu này là 47. Bản này thì đeo lên tay thì thật sự là đẹp mê luôn nhá, không thể chê một điểm gì luôn. Mọi người nhìn mặt đồng hồ nhá, viền này, cạnh này, mặt này, đó, dây này, chốt khóa này, nguyên siêu, đằng sau đáy nhá, có đầy đủ phần thông số. Với độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM. Giá niêm yết tại cửa hàng hiện tại đang là 38.500 yên, tức là nó loanh quanh khoảng độ tầm hơn 6 triệu ở phiên bản này. Đấy, và mẫu này thì hôm nay em đấu được về thì giá cũng sẽ rất là ok. Và em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 2.350.000. 2.350.000, mẫu này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó là ở mã 321. Mã 321. Cái này mọi người có thể mang đi tặng được nhá, bởi vì bản này là mới nguyên luôn ý. Và lâu lắm rồi em mới đấu được về một cái mẫu mà cái bản kim cương mà nó đẹp như thế này luôn. Vì các cái mẫu Technot kia thì em cũng đã có lên cho cả nhà mình rồi. Tiếp theo sang ở mã 322, phiên bản 322 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 322, em lên bản Carnivan đi.
cũng là trong series của các mẫu đính đá đúng không ạ? Thì nhưng mà bản 321 là bản pin, thì 322 sẽ là bản cơ của Canivan. Sẽ bao gồm có hộp sổ đầy đủ nhá. Đây là cái vỏ của nó ở bên ngoài. Đấy. Đây là Canivan. Đây là mẫu mẫu mà phải nói thật sự rất đẹp, rất là xuất sắc, bán cực kỳ là chạy luôn. Vì là cái phiên bản này nó sẽ mang một cái form kiểu dáng giống như là của Patek dòng Aqua Nautilus. Đấy, đây mọi người thấy không ạ? Tức là bình thường thì cái dòng mà Patek Nautilus, cái form Patek Nautilus ấy, nó là cái form mà kẻ ngang ngang này này. Nó sẽ là một cái size nó sẽ khá to. Nhưng đối với cái dòng Aqua Nautilus này thì phù hợp cho gần như là ai cũng có thể đeo được phiên bản này luôn. Với bản Aqua Nautilus này, mẫu này là bản 3 kim, 2 ô cửa sổ lịch, một lịch thứ và một lịch ngày ở vị trí góc 6 giờ. Mặt kính sapphire nguyên khối và giúp cho đồng hồ chống trời chống xước. Điều mà em thích ở trong phiên bản này đó chính là cái màu mặt và cái phần viền vỏ thép của nó. Cái màu mặt là màu cà phê mọi người nhá. Nhưng màu cà phê của nó lại rất là tươi, rất là sáng, rất là đẹp này. Và mọi người nhìn cái bộ kim này, thanh mảnh đẹp nhá. Ngoài ra thì buổi tối ấy, thì nó sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Chi tiết niềng này được nạm toàn bộ phần viền đá. Và các cái đá này thì nó sẽ nằm ở giữa cái phần mặt kính và phần viền benzen, nên sẽ không sợ là bị rơi hay là bị dịa đá. Cái chi tiết núm ở đây thì nó còn nguyên siêu. Đây và mọi người thấy này, mặt đồng hồ nhá, viền này, cạnh này, rất đẹp. Vì em sẽ rút núm để xoay 24 tiếng một ngày để cho anh chị thấy là cái phần lịch ý, là nó vẫn đang chạy và đang hoạt động rất là bình thường. Đó, nó chuyển sang ngày mới nha. Đến tầm hơn 3 giờ thì nó sẽ, tức là từ dao động từ 12 cho đến hơn 3 giờ thì là sẽ chuyển hết cả lịch ngày và lịch thứ luôn. Còn ngoài ra còn có cả chức năng hacking stop, chức năng dừng kim dây đột ngột. Đây, để em lên có tay. Đấy, rút núm này, đóng núm này. Đấy chưa? Thì nó đang chạy và nó đang hoạt động rồi. Rất là đẹp luôn. Đây là viền. Em sẽ lau qua đi một chút xíu nha. Đấy, mọi người thấy không ạ? Sáng bóng luôn, rất đẹp. Dây phay xước, vừa phay xước hai bên này, sáng bóng ở giữa này, còn nguyên siêu nhá. Mặt trước và sau. Sử dụng module máy của nó sẽ là dòng máy NH35A của Seiko. Thì đây là một cái bộ máy huyền thoại rồi. Với bộ máy này thì nó sẽ có 24 chân kính và thời gian tích góp tối đa lên đến 38 tiếng đồng hồ. Một bộ máy cực kỳ bền và người ta hay ví nó chính là một cái nồi đồng cuối đá. Nếu anh chị nào một người chơi đam mê về đồng hồ thì em nghĩ chắc chắn là không ai là không biết đến với cái phiên bản Canivan này. Nó rất đẹp, rất là xuất sắc và cái bộ máy của nó cực kỳ là chất luôn. Mà size hợp lý nhá, em đo luôn cho cả nhà mình luôn này. Size của nó có 39.2 thôi. Đấy là em chưa có tính cái núm của nó đâu nhá. Là 39.2 này. Nó không bị quá nhỏ, càng của nó là càng 48. Mẫu này thì gần như ai cũng đeo được hết luôn ý. Độ mỏng của nó đây, đó là 1.08. Nó chưa đến 1.1 luôn, nó chưa đấy luôn này. Mọi người thấy không ạ? Đeo lên tay. Cái này rất dễ đeo luôn ý. Cái này thì tức là nó sẽ gần như tương đương với tầm khoảng độ size 40. Mọi người dễ đeo, ai có thể là đeo được. Đấy, viền nhá, mặt này, cạnh này, rất đẹp và rất là xuất sắc. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình mẫu này, đó là 4.250.000. 4.250.000 nhá. Bản này sẽ ở mã của nó là mã 322. 4.250.000 mã 322. Full hộp bóc đầy đủ. Cái này mọi người có thể là mang đi tặng để đeo, để trưng bày cũng sẽ rất là ok luôn. Kính sapphire crystal sông nguyên khối. Nói chung là khi mà mọi người cầm lên tay ở phiên bản này, các chị sẽ thấy là nó đẹp xuất sắc như thế nào. Tiếp theo sang ở mã 323. Mã 323 thì em lên cho cả nhà mình, đó là mẫu của Bonegatti. Về thương hiệu Bonegatti thì mọi người cũng đã biết đến các cái thiết kế của họ rất là nam tính, mạnh mẽ và nó mang một cái phong cách thể thao. Thì ngày hôm nay là em sẽ gửi đến cho cả nhà mình là một mẫu Bonegatti có về full hộp, sổ sách đầy đủ và được tặng kèm thêm một mô hình siêu xe thể thao Lamborghini. Bản này là bản dòng. Bản này là bản dòng nha, bản dòng dây silicone. Đây là mẫu của năm 2024 ấy. Đấy, với bản dòng này là một cái phiên bản dòng rất đẹp dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Cơ tự động, có trợ có tay đi kèm. Kính sapphire nguyên khối nhá, và nó giúp cho cái đồng hồ chống trời chống xước rất là tốt này. Bên trong cái hình linh vật dòng ấy mọi người đúng không ạ? Nhìn trông rất là mạnh mẽ. Vì dòng thì
Em thì không rành lắm về phong thủy thật sự luôn, nhưng mà như theo em được biết thì theo cái quan niệm phương đông của mình thì rồng là một một trong tứ linh long ly quy phụng, và cũng là một cái linh vật mà gọi là tứ linh đứng đầu và được rất là được tôn sùng tôn nghiêm ấy. Ở các ví dụ như ngôi ngai vàng đúng không ạ, cũng là chức vị cao nhất, tức là thể hiện cho cái sự quyền lực này, sự thịnh vượng này, an khang. Nói chung là khi mà nhắc đến linh vật rồng thì là những cái điều mà may mắn nhất, và cũng là đại diện cho tuổi Thìn luôn đó, cũng là năm nay luôn. Nên là khi cái phiên bản này thì tất nhiên là không phải là ai tuổi Thìn thì mới đeo được bản này, mà gần như là thể hiện cái sự nam tính mạnh mẽ của người đàn ông thì ai cũng đeo được ở các bản rồng hết, vì nhìn trông nó rất là uy lực, kể cả các hình xăm chứ các thứ mọi người đấy, người ta cũng rất là hay xăm các cái hình rồng. Để mọi người nhìn các cái chi tiết bên trong nha, làm theo phong cách skeleton này đó, mặt đồng hồ nhá, từ các cái đường vân này, vảy rồng này, mắt mũi miệng trông rất đẹp, rất là có thần thái luôn đúng không ạ, đang cuộn vào bên trong này. Kính sapphire và được phủ thêm cả một lớp ala chống chói vị trí phía bên trong nhá, kim thanh mảnh đẹp này, và chi tiết niềng ở ngoài này đấy ạ, nạm toàn bộ phần viền đá, và các cái đá này thì nó đều được ghim chấu hết, nên là mọi người không sợ là nó bị rơi hay bị rụng đá hay gì đâu. Đấy, đây là viền này, nạm đá nha, nó không phải là kiểu dạng đá nó sáng nó chói nó chóe quá, nó vừa phải, ở mức độ vừa phải. Đấy, đây là viền núm này, mặt trước mặt sau, form thì hơi theo kiểu như là form mình du thuyền ấy, nên là khi đeo lên tay nó sẽ rất là đẹp và rất là ôm tay. Với mã chất của phiên bản này đó là BG5606G đó, Bonegatti, với độ chống nước là 50 TM, automatic all stainless steel nhá. Đây là bộ máy của nó ở phía bên trong, bộ chuyển động cơ rất là đẹp, với thời gian tích góp của nó lên đến 38 tiếng đồng hồ. Đấy, dây silicone, cái dây silicone thì nó luôn luôn là có một cái độ đàn hồi tốt, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da. Đấy, dây chốt khóa nguyên zin, và các em đây đây nha, em cho cả nhà mình xem này, đây là em gấp ngược nó lại nha, gấp ngược gấp xuôi này đó, nó không hà hơn gì một cái gì luôn ý. Khi mà đeo lên tay ở phiên bản này thì dành cho anh nam tổng cổ tay từ 17.5 trở lên cơ, thì nhìn trông rất rất xuất sắc, size 47, càng ở mẫu này là 53. Đấy, bản này dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu, nhìn đẹp, nam tính mạnh mẽ. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, bản này vừa là cơ tự động vừa có cả chậu có tay đi kèm. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 5.850.000, là vâng, 5.850.000 nhá, được tặng thêm một mô hình siêu xe thể thao Lamborghini. Theo như em có tìm hiểu ấy, thì cái mô hình này là nó cũng đã phải dao động, nó rơi vào tầm khoảng độ 700-800 nghìn một cái mô hình này rồi ấy. Đấy, giá một cái mô hình nó khá là cao chứ không hề rẻ chút nào cả. Sổ thẻ thì em sẽ để ở bên dưới này, trong cái ngăn này này, thì khi mà hàng tới nơi rồi mọi người nhận hàng các chị cứ mở ra các chị kiểm tra đấy, thì là em sẽ có để ở bên trong đấy luôn nhá, nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Mã của nó sẽ là ở mã 323. Tiếp theo sang ở mã 324. Mã 324 thì em lên cho cả nhà mình một cái mẫu của hàng Si, đó là phiên bản của Marlboro. Với phiên bản Marlboro thì mẫu này cũng sẽ là dành cho anh nam tay to, và anh nam nào mà hút thuốc thì chắc chắn là mọi người sẽ biết đến với cái thương hiệu này, hiểu không ạ? Đấy, đây là một cái phiên mẫu kiểu dạng như là mẫu limited ý. Đây là cái hộp vỏ này đó, mát. Bản này nó chạy rất là hay nhá, nó chạy cả cái phần digital và nó chạy cả analog luôn. Đấy, vừa cả digital vừa cả analog. Đây, thời gian nhá, chronograph này, độ chống nước này. Mặt bên trong này thì nó sẽ có các cái đường vân, nó giống như là cái đường vân carbon ấy. Đấy, đây nó sẽ có cái đường vân carbon nhé. Bộ kim này, với cả cọc số này. Ở cái phần digital thì buổi tối là nó sẽ có dạng quang sáng, ở trong điều kiện sáng kém là mọi người vẫn có thể là quan sát thời gian rất là dễ dàng. Đấy, đây là các cái chi tiết niềng của nó này, nó cũng sẽ có được khắc viền này. Đi bấm vào đây nhá, thì mình sẽ chuyển chế độ ấy, ví dụ mình chỉnh ấy, đấy, tắt bật này, theo các cái múi giờ này. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều, thì mọi người cái phần mà analog này thì khi mà mọi người dùng đến ấy, thì các anh chị mọi người sẽ chỉnh giúp em. Đấy, còn cái núm này thì mọi người vẫn rút ra chỉnh bình thường. Đấy, cái phần digital, phần analog này chỉnh vẫn chỉnh bình thường. Đây là viền, núm, cạnh, dây. Mẫu này thì chưa qua sử dụng đâu mọi người nhá, bởi vì nó còn nguyên cả siêu này, và dây của nó còn rất là dài. Vì ở cái lô hàng cũng rất rất lâu rồi, em có đấu được một chiếc như thế này, nhưng mà cái chiếc đấy về là nó qua sử dụng rồi ấy, và dây nó ngắn lắm, rất là ngắn. Mà cái dây này thì
mà ngắn ấy thì thực sự với cả nhà mình là khó tìm, khó để mà tìm mắt để có mắt lắm. Nhưng mà cái chiếc này rất là may là em đấu về là mới nguyên luôn. Đấy, dây dài thoải mái thì mọi người về các anh chị cắt bớt mắt đi. Cắt bớt mắt đi thì lúc nào mà mình cần lắp mắt hay là gì đó thì mình là sẽ rất là tiện. Đấy, đằng sau đáy đây. Limited nha, mẫu limited này. Đấy, có đầy đủ thông số độ chống nước này, viền này, dây chốt khóa này. Nhưng mà mẫu này dành cho anh nam tay to. Size mặt ở bản này là size 43.6 ạ, và càng của mẫu này là 49.2. Cái này nặng, chắc chắn và rất là đầm tay. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 2.3 triệu nha. Bản này sẽ ở mã 324, 2.3 mã 324. Mua một được hai luôn đúng không ạ? Và nhất đâu là anh nam nào mà hút Marlboro nữa thì kiểu như là có một cái sự gì đó nó rất là tông sệt tông. Tiếp theo sang ở phiên bản mã 325. Mã 325 thì em lên cho cả nhà mình mã 325 đó là một mẫu. Cho em lên nốt cái mẫu này đi, sau đó thì em sẽ lên tiếp các cái mẫu hàng si luôn cho cả nhà mình. Đó là mẫu của Red Tiger. Về phiên bản của Red Tiger thì em sẽ có về là hộp sổ sách của nó đi kèm đầy đủ. Và tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chuẩn chính hãng. Bên em là đại lý phân phối ủy quyền của các thương hiệu Bonnetti, Canivan, Red Tiger, Angeloso và một vài thương hiệu khác nữa. Đấy thì tất cả sản phẩm đều cam kết hàng chuẩn chính hãng nên mọi người hoàn toàn là yên tâm nhé. Với phiên bản của Obedulo. À, thôi chết rồi. Cái này em xin lỗi. Cái này là em để nhầm hộp. Đây mẫu này là mẫu của Obedulo này. Đây là mẫu của Obelulo. Vâng, có một chút nhầm lẫn. Với bản Obelulo này nhá, Obelulo thì đây là một cái thương hiệu của Pháp. Vâng, và thương hiệu này là thương hiệu mà được sản xuất lắp ráp ở tại Moto. Ở phiên bản này thì như mọi người thấy là các cái form bình thường các anh chị cũng đã gặp rất nhiều rồi. Ở phiên bản này cũng là form tròn thôi, nhưng mà nó lại có một cái thiết kế hình mặt cười. Nó thiết kế giống với cả một cái bản đó là bản hình mặt cười của Check-in của Nga ấy. Nên là khi mà lên tay với phiên bản này nó có một cái gì đó nó luôn luôn, tức là giống như là mình mang lại những cái tiếng cười ấy, những cái tiếng cười, cái sự may mắn vui vẻ. Phiên bản này thì nó là bản cơ tự động và nó cũng sẽ có cả trọng các tay đi kèm. Ở đây nhá thì em sẽ rút cái núm này ra cho cả nhà mình cùng xem này. Rút cái núm này ra nhá thì khi em xoay nhá thì mọi người xem giờ ấy, thì các anh chị sẽ xem giờ như thế này này. Ví dụ như là ở cái chấm này nó đang là số 15, cái chấm này của nó đang là số 9 đúng không ạ? Tức là nó sẽ là 9:15. Đấy, thì khi mà mọi người chỉnh này thì cái vòng tròn của nó sẽ xoay theo. Và để mà mình biết được là cái thời gian này đang là ban ngày hay ban đêm thì nó sẽ có một cái phần trợ ở phía dưới này, đó chính là cái phần trăng sao. Cái phần trăng sao này như mọi người thấy lúc này hiện tại nó đang là 11 giờ. Đấy, và nó có cái trăng sao ở trên này. Thì tức là bộ máy lúc này nó đang hiểu là 11 giờ tối. Đấy, 11 giờ tối nha mọi người nhá. Và đây là 12 giờ này. Thì cái lúc này là cái trăng sao này, trăng sao nó ở giữa luôn. Đấy, và bắt đầu là sáng dần này, sáng dần. Và bây giờ sẽ là mặt trời nha. Đó, cũng là 12 giờ nhưng cái vị trí chỗ này của nó thì đang là mặt trời. Tức là lúc này em đang xoay về vị trí là 12 giờ trưa rồi. Đấy, 12 giờ trưa. Và ở đây thì nó sẽ có mặt trời tỏa nắng. Mọi người thấy không ạ? Rất đẹp. Tức là trong điều kiện sáng kém buổi tối này, buổi tối nha, là nó sẽ có lên dạ quang này, đúng không ạ? Nó không chỉ dạ quang ở cái phần cọc số đâu mà nó còn dạ quang ở hai cái lòng mắt ở bên trong này nữa. Nên là ví dụ như buổi tối là mọi người vẫn có thể quan sát giờ rất là dễ dàng. Với thứ hai nữa nó sẽ hiển thị ở trên cổ tay của mình ấy. Nhìn cho nó sẽ rất là đẹp và rất là lạ mắt. Thì trong phiên bản này nó không chỉ dừng lại là một chiếc đồng hồ nữa mà nó còn giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật và một cái sự độc lạ. Nhưng kể cả mọi người để đeo, để trưng bày hay để mang tặng nó cũng sẽ rất là có ý nghĩa luôn. Kính sapphire crystal sao nguyên khối á, và nó giúp cho đồng hồ chống trầy chống xước rất là tốt nhá. Kính được phủ AR chống chói này. Đây là phần viền sáng bóng, cạnh của nó sẽ là phay xước nhá, núm này. Mặt trước, mặt sau sử dụng máy của Seiko, đó là máy NH35A của Seiko. Thì với cái bộ máy này thì không phải bàn đến rồi, bởi vì đây là một cái bộ máy huyền thoại. Nó rất bền, rất là đẹp. Dây này, chốt khóa này, nguyên zin. Dây handmade. Đây, nếu mà mọi người mà chơi về đồ da thì chắc chắn là các anh chị sẽ thấy cái chất dây của nó rất là đẹp, rất là tốt luôn. Bởi vì các bản hàng chính hãng thì dây, người ta làm dây rất là đẹp, rất là xịn sò.
xe 42 và càng của mẫu này là 49. Bản này sẽ dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nhá. Đeo lên tay sẽ rất là đẹp luôn. Đơn giản, đẹp, độc lạ của Obelulo, full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 5 triệu 200 nghìn, mã 525. 5 triệu 2 mã 525 của Obelulo nhá. Đó. Tiếp theo sang ở mã 326 ạ, mã 326. 326 thì lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Citizen đi. Đây là bản của Citizen. Với phiên bản của Citizen này là mẫu 3 kim, một ô của sổ lịch ở vị trí góc 3 giờ, mặt màu ghi xám. Cái mặt màu ghi này rất đẹp nhá. Hay người ta gọi là thường dạng như là màu lông chuột ý. Nhưng mà màu này đẹp lắm. Cái này là bị bụi bặm này. Em chưa lau vệ sinh nhá. Cái này thì sau rồi em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại. Thì nó sẽ, cái thép của nó sẽ rất là sáng, rất là đẹp. Vì hàng si về thì thực sự là đợt này em cũng khá là bận. Vì thế cho nên là cũng không có được chỉnh chu về cái gọi là cái ghế vệ sinh trước khi mà lên video cho cả nhà mình được. Nên mọi người rất là thông cảm. Nhưng mà mọi người yên tâm là trước khi gửi đơn thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại. Đấy, nên mọi người yên tâm nhá. Size 40 và càng của phiên bản này đó là 47. Đấy, càng của bản này đó là 47 này. Viền này, dây này, chốt khóa mà trước mà sau. Đây là phiên bản Eco Dry pin năng lượng mặt trời nhá. Và mẫu này cũng là phiên bản Made in Japan, tức là phiên bản nội địa của Nhật, là được sản xuất, lắp ráp, tất cả các chi tiết linh kiện đều tại Nhật hết. Bản này mặc dù là đã qua sử dụng nhưng độ mới của nó còn rất là cao, đẹp, mặt size 40, mặt màu ghi xám. Cái này khi mọi người đeo lên tay rất sáng tay, mọi người có thể là đeo đi làm, đeo đi chơi đều sẽ rất là ok. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 2,5 triệu, 2,500 nghìn. Đấy, bản Eco, 2,500 nghìn. Mã 326. Mã 326 ạ. Tiếp theo sang ở mã 327. 327 thì em lên là mẫu này đi. Mẫu này là mẫu cơ. Mẫu này là mẫu cơ của Jack Henderson. Chiếc này thì mới, em thấy là tác mác của nó đầy đủ, dây còn dài, nói chung là rất là mới. Nhưng mà cái chiếc này thì nó không về hộp đâu ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đấy, nên là chắc kiểu như là có khi là đôi khi là kiểu cái chiếc đồng hồ nọ với chiếc đồng hồ kia ấy thì nó sẽ có xuất hiện một vài các cái lau được mọi người nhá, không có vấn đề gì cả. Tức là nó rất là mới luôn. Thì ở phiên bản này là một cái phiên bản The Mimic 2 màu. Nó có khá là nhiều chức năng. Mẫu này cũng sẽ là vừa là mẫu cơ tự động này, vừa có cả trợ có tay đi kèm này. Ở đây cái núm này hình như nó là theo kiểu dạng lịch tháng hay sao ấy, nhưng mà nó sẽ chạy vòng như này nhá. Đây là lịch 31 ngày một tháng này, ngày này, 24 giờ này, đây là lịch thứ này. Mặt kính của nó sẽ là sử dụng dòng kính cứng cường lực Jack Henderson. Đấy, viền này, mặt bản này làm theo phong cách skeleton, tức là mọi người thấy là ở trong một bản cơ nhưng mà có khá là nhiều chức năng và nó lộ luôn cả cái bộ máy, bộ chuyển động của nó luôn. Đây là viền cạnh mặt đồng hồ nhá, núm này, dây thì cũng sẽ là vừa phay sức ở hai bên, vừa sáng bóng ở giữa. Chốt khóa nguyên zin, đây là mặt trước mặt sau, automatic and hand winding. Đó, tác mác của nó có đầy đủ đây, 98.000 yên, tức là giá tại cửa hàng của nó là hiện tại đang là cũng phải hơn chục triệu ở phiên bản này rồi. Đấy, giá khá là cao. Thì ở đây là em bấm này, đây là lịch ngày. Kim 24 giờ thì nó sẽ chạy theo cái kim giờ của mình ấy. Thì em sẽ rút núm này ra nhé. Đấy thì mọi người đúng không ạ? Ví dụ như lúc này thì nó đang là 2 giờ chiều này. Đó, đóng núm này. Còn cái núm ẩn ở đây nhá, thì các anh chị sẽ lấy một cái que chọc sim, mọi người ấn vào đây thì nó sẽ chỉnh cho cái phần lịch thứ ở đây. Đấy là phần chỉnh lịch nhanh. Size mặt ở phiên bản này là size 40 và càng của mẫu này là 47.5. Dành đến là cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ có thể là đeo được. Đấy, đeo lên tay đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình cái phiên bản này đó là 2,750,000. 2,750,000 nhá. Mẫu này sẽ ở mã 327. 2750 mã 327 ạ. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 328. Thì phiên bản 328 này thì đây cũng là mẫu pin. Mẫu pin, nhưng mà cái này thì em chia sẻ một chút xíu, đó là cái mẫu này thì cái dây hình như là nó hơi ngắn.
Vì thực sự với cả nhà mình là khi mà đấu ở trên trang ấy thì không thể nhìn được là dây ngắn dây dài, chỉ nhìn được mẫu thôi, nên đôi khi về là dây nó sẽ hơi ngắn một chút xíu. Thì mọi người lưu ý cho em nhé, mẫu nào mà dây nó ngắn thì em sẽ báo luôn size, thì mọi người để ý kỹ size cho em. Mẫu này thì còn cho cổ tay 17.5 trở xuống là mọi người sẽ đeo ok, vì tay em là tay 16.5 rồi. Được cái là phiên bản này form nó rất đẹp, vì form của nó là cái form giống như là của Rolex dòng Daytona ấy. Nó sẽ chạy 6 kim. Đó, mặc dù là mẫu này đã qua sử dụng nhưng mọi người thấy không? Kính này chưa hề có một vết chảy xước gì hết nha. Tức là cái độ chống chảy chống xước của nó rất tốt, mà cái độ chống va đập của nó cũng tốt. Đây là kim 24 giờ một ngày, thì mình cũng biết được là thời gian này đang là ban ngày ban đêm. Kim dây chạy chrono và thời gian đo tốc độ tối đa. Đây là thương hiệu của Mỹ, Dot Clock. Mặt đồng hồ này, viền này, cạnh này, dây này thì cũng sẽ vừa phay xước vừa sáng bóng, sẽ kết hợp với nhau. Đấy, chốt khóa này rất là cẩn thận đúng không ạ? Đằng sau đáy thì cũng sẽ có mã số hiệu, đó là DM2051, với độ chống nước của nó sẽ là 13. Size mặt ở phiên bản này là size 39, càng của mẫu này là 46.8, và dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Đây là form Rolex, nhưng mà em phải nói thật sự là bản này rất rất đẹp dành cho các anh nam. Nhưng mà mọi người nhớ nghe kỹ cái size dây cho em nhé. Còn cho cổ tay 17.5 thôi. Đấy. Nhưng mà cái mặt đồng hồ thì cũng cho tay 17.5 là vừa ấy. Bản này em thôi thì dây nó hơi ngắn một chút xíu, thì thôi em cũng xem để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở mẫu này. Mẫu này sẽ là 1.650.000. 1.650.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 328, 1650 mã 328. Tiếp theo sang ở mã 329, đó là mẫu của West, thương hiệu của Mỹ. Thì về West thì mọi người cũng quen thuộc rồi, bởi vì West thì nó sẽ có các cái thiết kế phong cách của Mỹ, tức là Tây Âu một chút xíu. Cũng có khá là nhiều với các cái ví dụ như là mọi người biết đến West, ví dụ như đồ da đúng không ạ? Nước hoa hay là túi xách cũng có rất là nhiều. Đấy, thì với bản này là bản 6 kim. Hiện tại thì mẫu này đang hết pin rồi, thì em cũng chưa có kịp thay pin đâu. Thì trước khi gửi đơn thì em sẽ thay pin lại đầy đủ cho cả nhà mình. Sau đó em lấy giờ chuẩn chính xác, thì hàng tới nơi rồi thì mọi người cứ mở ra các anh chị sau với cái giờ hiện tại và lúc mọi người nhận hàng ấy, là các anh chị sẽ thấy là đồng hồ chạy rất là chuẩn chính xác giờ nhá. Nên mọi người yên tâm. Đấy, vì đợt này em cũng khá bận nên là đâm ra là hàng về một cái là em cũng lên luôn ấy, cũng không có kịp là lau vệ sinh hay là thay pin luôn. Thì trước khi gửi đơn thì em sẽ thay đầy đủ, nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Với bản này mặt màu nâu cà phê, chạy 6 kim, đây là kim 24 giờ, có kim dây chạy chrono, thời gian đo tốc độ tối đa. Niềng tachymeter nó sẽ nằm ở hiển thị vị trí phía bên viền ngoài. Đúng không? Đây niềng tachymeter này, đây là viền cạnh này, mặt trước nhá, mặt sau. Tất nhiên là với mẫu này thì nó cũng đã qua sử dụng rồi, thế nhưng mà độ mới của nó thì nó cũng còn rất là ok. Dây da nguyên zin, dây da chính hãng. Đấy, khóa này, dây này. Bản này là bản to, với cả cái form của mẫu này ấy thì nó là form kiểu thể thao ấy, nên là mọi người cái này có thể là đeo đi làm hoặc là đeo đi chơi đều ok hết. Size 42 và càng của nó là 47.5. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Đấy, đeo lên tay này, rất là đẹp, màu đẹp lắm luôn ấy. Cái này mọi người phải nhìn ngoài cơ, nhìn ngoài màu đẹp lắm. Đây là màu nâu cà phê, màu cà phê nó đậm đậm một chút xíu nhá, nó hơi trầm trầm màu đậm đậm một chút xíu. Nó cùng với cả cái tông màu da, màu dây da của nó luôn. Thì mẫu này thì thôi em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình, đó là 1.450.000. 1.450.000. Bản này sẽ ở mã 329. 329. Ơ thôi chết rồi. À đây. Mã 329 nhá. À đây em còn một mã này nữa này. Mã này là mã Adidas. Thì cái mã Adidas này sẽ là mã hàng mã 330 và cũng là mã hàng cuối cùng trong video ngày hôm nay. Đấy, thì em có về một cái mẫu Adidas này thì em cũng sẽ share luôn cho cả nhà mình luôn này. Đây là phiên bản Adidas và có hộp. Chiếc này em đấu vậy là có hộp luôn. Nói chung Adidas thì mọi người quá quen thuộc rồi. Đúng không ạ? Một cái thương hiệu thời trang về thể thao ấy, về thể thao rất là nổi tiếng. Đấy, nó có một cái quyển sổ này. Đây là bản Adidas. Mẫu này thì
dành cho anh nam tay vừa nhỏ, và nếu như mà chị nào mà nữ tay to là cũng có thể đeo được nhá. Mọi người mà thích cái size to to là đeo được đấy, size 37.6 và càng của nó là 43. Đây này, ví dụ như là tay em nhá, như tay em này, nếu mà em thích cái kiểu form form to to là em cũng đeo được luôn. Đấy, đây là mặt đồng hồ này, mặt trắng kim xanh, cái chi tiết niềng này của nó này, nó cũng có một cái đường chỉ xanh ở bên niềng này đấy, vừa phai xước vừa sáng bóng. Và này là chưa qua sử dụng đâu ạ. Đấy, nó có một bên này còn siêu này, một bên này thì nó mất cái siêu rồi. Dây chốt khóa của nó là nguyên zin Japan Moment đấy, from Adidas. Nói chung là về thương hiệu này thì không phải nhắc đến nhiều nữa. Chủ yếu là mọi người thích cái sự đơn giản ấy, nhưng mà nó vẫn có thể hiện được cái sự thể thao nam tính ở trong phiên bản này, thì anh chị chốt ở bản này dành cho anh nam tay vừa và nhỏ nhé. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình là 1.350.000, 1.350.000 mã 330, và cũng là mã hàng cuối cùng trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã dành thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh nhé. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo. Và mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Còn nếu mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc, và tất cả sản phẩm đều cam kết hàng chính hãng và được kiểm tra hàng, nên mọi người yên tâm. Dạ vâng, em chào tất cả mọi người ạ.